Có lẽ Rodilla tự tin nhập cuộc cởi mở sau khi đánh bại Ateta với tỷ số 5-0 ở trận lượt đi. Nhưng đây là cách tiếp cận sai lầm khi Martin Odegaard và Thomas Partey áp đảo Rory. Nhưng Arsenal và tập thể vẫn non nớt và đang trong quá trình chuyển giao. Đã gục ngã trong hiệp 2, việc phạm lỗi ngớ ngẩn trong vòng cấm cùng chiếc khẽ đỏ của Rafael Marahel. Giúp Man City thắng ngược 2-1. Nhưng trận đấu này đã đặt ra một khuôn mẫu mới và khiến cho Rodilla lo lắng. Điều gì sẽ chờ đợi trên sân Etihad ngày 30 tháng 3 năm 2024? Theo Alex Kibo, đây nhiều khả năng sẽ là một trận đấu căng thẳng và hận trọng khác. Ateta khó mạo hiểm dâng cao đội hình Red Sin khi làm khách tại Etihad và nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ đôi tiền vệ Jorginho, Declan Rice lùi sau để cố gắng kiềm tỏ khả năng kết nối của De Bruyne và Haaland. Hơn nữa, đây là một trận sau đợt nghỉ quốc tế và mọi thứ có thể chậm hơn bình thường một chút khi đội kết nối lại. Do đó, việc áp dụng chiến thuật thận trọng là cách an toàn nhất để giảm thiểu sai sót và kiểm soát dần cuộc chơi. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm vào mùa giải còn 10 vòng. Cả Man City và Arsenal đều không nhất thiết phải thắng. Điều đó một lần nữa báo hiệu trận đấu trầm lắng hơn và có ít bàn thắng. Đến lúc này, Rodilla biết Ateta là đối thủ xứng tầm và sẽ không thể chấp nhận rủi ro. Lần đầu tiên, họ bước vào trận đấu với tư cách ngang bằng, không đội nào vượt trội. Ở một mức độ nhất định, điều đó sẽ thiết lập lại sự cạnh tranh, biến đây thành sự khởi đầu cho kỷ nguyên hậu club mới ở ngoại hạng Anh. Cảm ơn mọi người đã xem tiêu điểm bóng đá. Mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe cho kênh.